ngâm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi. Đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào sóng mơ, nước qua cầu thời gian trôi mau. Nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Cao nhất để cùng chào đón tiết mục múa đầu tiên để rước cô dâu và chú rể lên lễ đài tình yêu với sự thể hiện của vũ đoàn Hoàn Vũ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng,
bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là xa tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn châu đông vui thiệt vui. Vũ đoàn Hoàn Vũ, và đó cũng chính là món quà âm nhạc đầu tiên nhà hàng tiệc cưới Diễn Vũ gửi tới tất cả chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý cùng các bạn bè bằng hữu gần xa buổi trưa hôm nay đã cùng trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ Hồng Lợi, Sánh Duyên cùng với Nhật Trung. Và lời đầu tiên thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trăm con suối rồi đổ về sông và trăm dòng sông đều dồn ra biển cả. Đó chính là quy luật tất yếu của tự nhiên. Còn con người chúng ta cũng vậy, được sinh ra và lớn lên nhờ công sinh thành, dưỡng nuôi của ông bà cha mẹ đều hướng tới đạo làm người. Và lớn lên một chút nữa, đến tuổi trưởng thành, con người sẽ hướng theo đạo làm người mới, chính là đạo phu thê, nghĩa vợ chồng. Vì vậy mà từ ngàn xưa ông bà ta vẫn bảo với nhau rằng, đạo nào bằng đạo phu thê, tay ấp gối kề sinh tử có nhau. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và cũng chính vì lẽ ấy mà buổi trưa hôm nay quý vị đã cùng nhau hội tụ về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc trai bạn trẻ Hồng Lợi cùng với Nhật Trung. Và không để tất cả quý vị phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ đây xin được trân trọng kính mời ánh mắt yêu thương của quý vị sẽ cùng hướng về phía cánh cổng hoa tình yêu, và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của cô dâu Hồng Lợi, chú rể Nhật Trung và đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi cùng tiến về lễ đài tình yêu để ra mắt quý vị. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, trước mắt tất cả quý vị đó chính là đội ngũ nhân viên đến từ nhà hàng tiệc cưới Vũ Chiến với đội ngũ khánh tiết của mình đang cùng đưa cô dâu và chú rể cùng với đại gia đình hạnh phúc tiến về lễ đài tình yêu để ra mắt trước toàn thể quý vị buổi trưa ngày hôm nay đã cũng trở về đây để cùng chúc mừng. Và gương mặt tươi xinh, ánh mắt rạng ngời của hai bạn trẻ, họ đang đi giữa muôn vàn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất mà quý vị cùng mang tới để chúc mừng. Đồng hành với chú rể và cô dâu, phía sau những bước chân hạnh phúc ấy, đó là sự hiện diện của quan viên hai họ, sự hiện diện của cha mẹ hai bên gia đình, những người ngày ngày với bước chân thầm lặng của mình, họ vẫn luôn lặng lẽ để rồi đi theo và tác hợp tình yêu cho đôi bạn trẻ của chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn, ý nghĩa như ngày hôm nay. Vâng, và một lần nữa xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Xin mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trên sân khấu của chúng ta lúc này đây, đó chính là một bức tranh toàn cảnh về một đại gia đình hạnh phúc đang ra mắt quý vị trong niềm vui ngập tràn vô bờ bến. Mà ở giữa, đó chính là niềm hạnh phúc, niềm chứa chan của chú rể cùng với cô dâu, hai gương mặt tươi xinh nhất, đẹp nhất của buổi lễ vu quy. Vâng, và hai bên đó chính là sự hiện diện từ phía quan viên hai họ,
cha mẹ hai bên gia đình. Và chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu để tất cả quý vị chúng ta tiền bề chúc mừng. Và xin được trân trọng giới thiệu và chúc mừng cho đại gia đình chủ hôn của chúng ta với sự hiện diện của ông Nguyễn Lương Bằng và bà Nguyễn Thị Lanh đến từ thôn Lý Nhân, Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, là song thân phủ mẫu của trường nữ Hồng Lợi. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúc mừng. Vâng ạ, và rất vui mừng được viết chung cánh thiệp hồng. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của quan viên họ nhà trai đến từ thôn Nhân Tiến, xã Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trương Xuân Hội và bà Hồ Thị Ven, là song thân phủ mẫu của Thứ Nam Nhật Trung. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng chúc mừng quan viên họ nhà trai bằng những tình cảm. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Khoảnh khắc mà những nhân vật chính của chúng tôi xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay để ra mắt quý vị trong niềm vui vô bờ bến, thì đại gia đình hạnh phúc cũng xin được thay lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Và chính giây phút vô cùng tuyệt vời này, ban tổ chức cũng xin được trình trọng tuyên bố đại lễ vu quy mừng hạnh phúc của Hồng Lợi sánh duyên cùng với Nhật Trung chính thức được bắt đầu. Vâng ạ, và kính thưa toàn thể hôn trường chúng ta kính mến, niềm hạnh phúc của đại gia đình hôm nay thật lớn lao và được nhân lên gấp bội lần bởi tất cả quý vị đã cũng trở về đây mang theo những tình cảm ngọt ngào nhất để mang tặng chú rể và cô dâu. Và chính khoảnh khắc trọng đại này, đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi cũng xin phép được có đôi lời bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Và ngay bây giờ đây, xin được trân trọng kính mời vị đại diện đến từ hai gia đình sẽ bày tỏ tấm lòng cảm ơn của mình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa bà con nội ngoại hai bên và kính thưa các bạn bè nam nữ gần xa đã có chút thời gian tới để dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Cuối cùng tôi chẳng có gì hơn kính chúc toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, và xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu chân tình đến từ bố của cô dâu và từ nay cũng chính là bố của chú rể chúng ta. Và những tình cảm thật ấm áp lớn lao mà tất cả quý vị đã cũng trở về đây để mang tới một không khí thật vui tươi, thật náo nhiệt cho buổi lễ vu quy của hai bạn trẻ. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho đại gia đình hạnh phúc cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ đây trên sân khấu tình yêu của chúng ta sẽ là những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào, những giây phút lãng mạn mà đôi uyên ương sẽ cùng nhau thực hiện bởi những nghi thức thật ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Và xin được trân trọng kính mời hai bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay, vai kề vai tiến về phía tháp bánh tình yêu để cùng thực hiện nghi thức cắt bánh vu quy. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước mắt tất cả quý vị, hai bạn trẻ đang cùng nhau chung tay cắt chiếc bánh hồng để biểu trưng cho sức mạnh diệu kỳ của tình yêu. Và đó cũng chính là sự chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống hôn nhân. Và với nghi thức trọng đại ý nghĩa cắt bánh vu quy, xin mời tất cả quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Và xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ cùng nhau trở về với tháp ly tình yêu để cùng đến với nghi thức rót rượu vu quy. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị thân mến, và thật ngọt ngào, thật tuyệt vời, chai champagne đầu tiên đã được mở ra. Hai bạn trẻ đang cùng nhau chung tay rót chén rượu hồng. Dẫu cay dẫu nhạt, xin đừng quên nhau. Và mai sau dẫu bạc mái đầu, vẫn luôn ghi nhớ để khắc sâu trong lòng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có ai đó đã từng nói rằng
Rượu chính là biểu trưng cho sự nồng cháy, ái ân trong tình yêu. Và rượu được ví như nước và mật ngọt. Nước để tưới thắm cuộc đời luôn tươi đẹp, và mật ngọt để làm tăng thêm hương vị đậm đà cho cuộc sống, hôn nhân gia đình dài lâu. Và những dòng chảy của rượu hồng ấy vẫn đang chảy tràn những tháp ly kia, để biểu trưng cho một sức mạnh diệu kỳ, một tình yêu mãnh liệt. Và đặc biệt, đó chính là một niềm mơ ước khát khao cháy bỏng của hai bạn trẻ của chúng ta, để rồi họ sẽ cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời, cùng treo lái con thuyền tình yêu của mình cập đến bến đỗ của cuộc đời, nơi ngập tràn niềm hạnh phúc chứa chan, nơi ngập tràn nụ cười của những đứa con thơ. Và một lần nữa, với nghi thức trang trọng rót rượu vô quy, xin mời tất cả quý vị hãy cùng dành những tình cảm bằng một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hai bạn trẻ của chúng ta. Xin trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Như tất cả chúng ta đều được biết, thì để được có được hạnh phúc trọn vẹn và ý nghĩa như ngày hôm nay, phải kể đến công lao sinh thành trời biển của những người làm cha làm mẹ. Như ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: cha một đời quằn vai gánh nặng, mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. Sinh con ra để rồi ngày hôm nay con cái trưởng thành với nếp bề gia thất, thì niềm vui, niềm ấm áp chứa chan trên gương mặt những đấng sinh thành của chúng ta thật tuyệt vời. Và giây phút ý nghĩa này, xin mời chú rể và cô dâu sẽ dâng những chén rượu báo hiếu lên cha mẹ hai bên gia đình để báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành. Xin mời cô dâu sẽ dâng rượu lên cho bố mẹ chồng, và chú rể sẽ dâng rượu lên cho bố mẹ vợ. Xin mời hai bạn ạ. Vâng, còn bây giờ đây, xin mời chú rể sẽ nâng hai chén rượu tình của mình để về giữa lễ đài tình yêu và trao cho cô dâu của chúng ta. Hai bạn trẻ hãy tiến lên trước và cùng đứng quay mặt lại với nhau đi ạ. Vâng ạ, và xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về phía sân khấu để cùng chứng kiến một khoảnh khắc vô cùng lãng mạn. Hai bạn trẻ sẽ cùng nhau đan chéo tay để rồi trao cho nhau chén rượu giao bôi, chén rượu tình nghĩa vợ chồng hạnh phúc trăm năm trước sự minh chứng của tất cả chúng ta. Và xin được trân trọng kính mời vị đại diện từ hai gia đình, chúng ta cũng sẽ tiến sát lại gần nhau, cùng cùng ly để cùng bắt tay nhau, chúc cho tình thông gia keo sơn bền chặt mãi mãi. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, như vậy là những nghi thức trang trọng, những nghi thức đầy ý nghĩa cho ngày cưới hôm nay đã được diễn ra thành công tốt đẹp trước sự minh chứng của tất cả chúng ta có mặt để cùng chúc mừng. Và chúng tôi cũng xin phép được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng rót đầy ly bia để rồi cùng nâng ly và cùng chúc mừng đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi từ nay đã có sâu hiền dày thảo. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ đây, xin được trân trọng kính mời đại diện từ hai gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về với từng bàn tiệc để rồi sẽ tiếp tục đón nhận những tình cảm ấm áp yêu thương quý vị cùng mang tới để chúc mừng đại gia đình. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì ngoài những tình cảm yêu thương, những lời chúc nồng ấm chứa chan, buổi trưa hôm nay tất cả quý vị là những người thân, những người bạn bè của đại gia đình hạnh phúc, những người bằng hữu của chú rể và cô dâu đã cùng mang theo những tình cảm rất tuyệt vời chứa chan đong đầy để trở về đây chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Và ngoài những món quà tinh thần ấy, đó chính là những món quà có ý nghĩa về mặt vật chất. Và ngay bây giờ đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị sẽ cùng nhanh chân trở về với cánh gà của sân khấu tình yêu để rồi cùng trao quà mừng chuyên hạnh phúc, chúc mừng cho hai bạn trẻ trăm năm đầu bạc trọn đời bên nhau. Và xin được trân trọng món giới thiệu đến tất cả quý vị món quà đầu tiên, đó chính là món quà đến từ em trai của cô dâu, em Đăng Tỷ với món quà yêu thương. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em trai cô dâu. Vâng ạ, và sau món quà của em Đăng Tỷ, xin mời những món quà yêu thương tiếp theo sẽ cùng nhanh chân trở về với sân khấu tình yêu để cùng chúc mừng. Và xin được trân trọng kính mời món quà đến từ vị đại diện của anh chị Hương Thình đang công tác tại Đài Loan, sẽ cũng có vị đại diện để trao quà mừng duyên hạnh phúc trong buổi trưa trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, và xin được thay lời cho chú rể và cô dâu cảm ơn món quà rất ý nghĩa, đầy yêu thương, chứa chan tình cảm của em trai Đăng Thị. Xin chúc em thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn ạ. Và xin được trân trọng kính mời vị đại diện đến
từ anh chị Hường Thình sẽ trao quà mừng duyên hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị, anh chị Hường Thình hiện đang sinh sống và công tác tại đất nước Đài Loan xinh đẹp, và ngày hôm nay không về tham dự được đám cưới hạnh phúc của hai em, cũng đã gửi những tình cảm bằng một món quà yêu thương, để rồi vị đại diện của anh chị đã cũng trở về sân khấu để cùng chúc mừng hạnh phúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị rất nhiều và kính chúc anh chị sẽ thật nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và công tác thật tốt tại đất nước Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, liên tục chương trình trao quà mừng duyên hạnh phúc, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với món quà của hội bạn bố cô dâu, và món quà đến từ hội tiết kiệm của mẹ cô dâu cũng sẽ có vị đại diện để trở về chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang được chứng kiến một món quà đong đầy tình nghĩa yêu thương đến từ hội bạn của bố cô dâu, cũng như một món quà thật ý nghĩa đến từ hội tiết kiệm của mẹ cô dâu đã cùng mang tới để cùng chúc mừng và trao tặng hạnh phúc cho hai cháu hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn món quà của các bác rất nhiều, và xin được trân trọng kính mời món quà đến từ hội tiết kiệm của mẹ cô dâu ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, và một món quà thật ý nghĩa chứa chan những tình cảm bao la mà những người bạn của mẹ cô dâu cũng đã ấp ủ, để rồi buổi trưa hôm nay họ cùng mang tới để dành tặng hai bạn trẻ của chúng ta những giây phút hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn thân mến, như tất cả chúng ta đều được biết thì sống trong bể ngọc kim cương chẳng bằng sống giữa tình thương bạn bè, và những người bạn của cô dâu ngày hôm nay họ cũng đã xuất hiện trong lễ đài hạnh phúc của chú rể và cô dâu, để rồi cùng mang tới những món quà yêu thương. Và ngay bây giờ đây, xin được trân trọng kính mời món quà đến từ hội bạn chính hai của cô dâu sẽ có vị đại diện để rồi cùng trở về sân khấu tình yêu chúc mừng hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, xuất hiện trên sân khấu của chúng ta là những người bạn của cô dâu trong những bộ váy thật lộng lẫy, hai bạn trẻ cùng với những món quà yêu thương vừa đại diện cho những người hội bạn thân chính hai, mang tới những giây phút ngọt ngào, ấm áp tình yêu thương của những người bạn dành cho chú rể và cô dâu. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Liên tục chương trình trao quà mừng duyên, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà của nhà hàng tiệc cưới Vũ Diễn và món quà của công ty bia Huda. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đồng hành với bữa tiệc mừng duyên hạnh phúc của hai bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là những hương vị ẩm thực tuyệt vời mà nhà hàng tiệc cưới Vũ Chiến mang lại tất cả quý vị, để rồi những tình cảm yêu thương đong đầy với đội ngũ đầu bếp vô cùng nhiệt tình và chuyên nghiệp. Họ đã gửi gắm những tình cảm vào trong những món hương vị ẩm thực tuyệt vời nhất, những hương vị ẩm thực của quê hương chúng ta, để rồi cùng mang tới những giây phút liên hoan mừng duyên hạnh phúc rất ngọt ngào. Và xin được trân trọng kính cảm ơn món quà đến từ vị đại diện của nhà hàng tiệc cưới Vũ Chiến đã cùng chúc mừng hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là món quà của công ty bia Huda. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là những món quà thật ý nghĩa đã cùng nhau trở về đây trong một bầu không khí thật náo nhiệt, thật vui tươi và thật phấn khởi, để rồi cùng mang tới cho hai bạn trẻ của chúng ta những món quà vật chất thật ý nghĩa. Một lần nữa xin được thay mặt cho chú rể và cô dâu, thay lời cho đại gia đình hạnh phúc, cảm ơn tình cảm của những người bạn, của tất cả mọi người đã cũng trở về đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn trẻ. Và ngay bây giờ đây, xin được trân trọng kính mời đôi uyên ương của chúng ta sẽ cũng tiếp tục trở về với từng bàn tiệc, để rồi cùng đón nhận những tình cảm thiêng liêng cao đẹp quý vị mang tới để chúc mừng hai bạn. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Quý Phượng, nhà hàng tiệc cưới Diễn Vũ xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và kính chúc quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng, thật vui vẻ và thư thái bên những người thân yêu. Và chúng tôi cũng xin nhắn nhủ đến tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với ban tổ chức để rồi
đăng ký những bài hát yêu thương. Và chúng ta sẽ trở lại ở phần 2, phần giao lưu âm nhạc của nhạc sĩ Ngọc Tân, ca khúc Về Quảng Bình Đi Em. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe ạ. Quảng Bình
nghe ca chùa Đông Dương, lời kêu của phim hát chim hò thơ đậm trong ma không làm sao quên được đạo hiền vùng chùa dù đại hương lưng cơ. Về Quảng Bình đi em, nghe kể chuyện bên sông mái treo mẹ đưa giữa dòng sông trắng xóa, từ năm cảnh sương giò làng đánh răng cổng trời cha non trà áng cô lai nhìn hàng tám cô lâu giờ sách muôn đời. Anh kể em nghe chuyện đất chuyện người, nơi quê hương còn nhiều gian khó lên bao dòng cùng dựng xây quê mẹ. Ơi Quảng Bình nghĩa đậm tình thơ, vượt lên bao dòng cùng dựng xây quê mẹ. Ơi Quảng Bình nghĩa đậm tình thơ. Pra você fiz lelê, mas tem uma nova onda que agora vai bombar. Depois do ice eu te pego e do tchá tchá tchá. Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar. Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar. Te jogo na parede, te chamo de lagartixa. Ah, delícia, ah, delícia. A pegada é violenta, é meio sadomasoquista. Ah, delícia. Ah, delícia quando eu danço na balada. A mulherada grita. Ah, delícia. Ah, delícia. Se você tá com vontade, vou te colocar na lista. Ah, delícia. Ah, delícia. Vem! Eu ah, delícia. Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar. É uma dança sensual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre, explodiu em Floripa, já bombou. Aqui no sul as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Quando o DJ tocar, eu quero churro, eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero tchú, eu quero tchá. Eu quero
suối mà lòng ta mơ. Và cùng sánh bước tình yêu ta sẽ không xa cách rơi.
và nếu như anh được làm mây bay cùng với gió dìu nhau đến nơi tận cuối chân trời, ngày tháng bên nhau không rời xa đâu, dù phong ba cầm tay nhau ước lên trên muôn ngàn, đừng để đôi ta phải rời xa nhau, đừng rẽ lối vì anh chỉ muốn yêu mà một người, hãy để cho anh được gần bên em và cùng sánh bước, tình yêu ta sẽ không xa cách.